Sáng nay, ngọn lửa bốc ngùn ngụt tại cơ sở kinh doanh ly hộp nhựa và bao bì rộng khoảng 1.000 m2 ở đường 10 tháng 3, xã Cư Ê Bua. Nhiều người hô quán dùng thiết bị chữa cháy tại chỗ dập lửa nhưng không thành. Đám cháy bùng lên dữ dội, kèm khói đen cao cả trăm mét, bao trùm cơ sở. Khoảng 70 cán bộ chữa cháy cùng 8 xe cứu quả được điều động đến hiện trường. Sau hơn 30 phút, ngọn lửa được khống chế, xong thiêu rụi một ô tô tải và nhiều tài sản của cửa hàng, nhà xưởng. Trên đường dập đám cháy trên, xe cứu hỏa đã tông vào một người đi xe máy ở đoạn ngã tư Phan Bội Châu và đường 10 tháng 3, khiến nạn nhân tử vong. Cơ quan chức năng đang xác định nguyên nhân.